các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại cùng Rượu Ngon. Ngày hôm nay hãy cùng tôi tiếp tục khám phá về những chai whisky và cùng tìm hiểu xem sự khác biệt giữa whisky và whiskey là gì nhé. Nếu như bạn là một người hay xem phim Mỹ thì bạn sẽ thấy một người khi bước vào bar rượu, muốn uống rượu whisky của Scotland sẽ gọi là Scotch, muốn uống rượu whisky của Mỹ sẽ gọi là Bourbon. Thực ra điểm khác nhau không đến từ những cái tên mà đến từ những quy trình sản xuất rượu. Đừng vội đánh giá đâu là rượu nhái, mà hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy trình sản xuất rượu. Điểm giống nhau đầu tiên đó chính là quy trình sản xuất. Quy trình sản xuất ra whisky và whiskey đều bắt nguồn từ chuẩn bị nguyên liệu, lên men, chưng cất và ngâm ủ trong thùng. Tuy nhiên, chúng lại có sự khác nhau ở nguyên liệu. Nếu nguyên liệu để tạo nên whisky là mạch nha và các loại ngũ cốc, thì nguyên liệu để tạo nên whisky là hạt bắp và lúa mạch. Tuy nhiên là rượu whisky của Mỹ lại có quy định và quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Đó chính là hạt bắp phải đạt lên tới 51% thì trên chai rượu mới được ghi là bourbon. Chính vì vậy mà bạn sẽ thấy nhiều chai whisky của Mỹ lại không xuất hiện chữ bourbon trên nhãn hiệu. Quy trình lên men của rượu whisky của Mỹ thì vô cùng đặc biệt, được gọi là sour mash. Với quy trình này thì sẽ lưu giữ lại những chất liệu còn đọng lại trong quá trình sản xuất để có thể điều chỉnh về sự cân bằng giữa độ chua, độ kiềm và tạo ra lượng nước lên men có sự ổn định nhất. Người Scotland thì yêu thích sử dụng thùng đã qua sử dụng một lần. Trong một số bài báo thì người ta cho rằng việc làm này của người Scotland khiến cho rượu whisky có hương vị không được tốt. Tuy nhiên thì không phải vậy, người Scotland cho rằng rượu của họ mang đậm hương vị của lúa mạch chứ không phải là hương vị của thùng, cho nên việc sử dụng thùng đã qua sử dụng một lần sẽ không ảnh hưởng tới hương vị rượu của họ. Còn rượu whisky của Mỹ thì họ thường ngâm ủ trong những chiếc thùng chưa qua sử dụng. Điều này khiến cho rượu whisky của Mỹ thường có màu sắc và hương vị mang đậm hương vị của thùng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn vài loại whisky vô cùng đặc biệt. Loại đầu tiên có tên là Jim Beam Whisky, là xưởng sản xuất whisky lớn nhất trên toàn nước Mỹ. Trên tiêu đề chai rượu có ghi là Derby Cut, nghĩa của nó bắt nguồn từ việc người Mỹ đặc biệt vô cùng ghét sự lãng phí. Vì vậy sau khi lấy rượu ra khỏi thùng thì họ sẽ có những giọt rượu bám trên bề mặt của thùng. Họ đổ nước rồi lắc đều từ hỗn hợp rượu đó pha chế nên loại rượu này. Chai rượu tiếp theo có tên là Rye Whisky. Bạn chú ý phía trên thì sẽ thấy đây là một số lượng có hạn bởi vì màu sắc của nó vô cùng đẹp mắt. Đồng thời nó chính là loại rượu chưa được pha chế qua. Chai rượu này có tên là Mixer, là một nhãn hiệu whisky của Mỹ mà tôi vô cùng yêu thích. Trước đây chúng ta thường cho rằng whisky của Mỹ sẽ vô cùng rẻ, còn rượu whisky của Scotland thì đắt tiền. Nhưng chai rượu này, loại 30 đã từng được bán đấu giá với giá 10 tỷ đồng, chứng tỏ whisky của Mỹ cũng có những loại đắt tiền. Và giá trị chai rượu cuối cùng có tên là Woodford Survive. Bình thường ở Scotland khi rượu được ngâm ủ vào thùng thì thùng được đặt ở môi trường điều kiện tự nhiên bình thường. Nhưng thùng rượu ngâm loại này phải đặt trong phòng warehouse, phải thông qua quá trình thêm nhiệt, thông thoát, giảm nhiệt liên tục. Chính vì vậy mà quá trình sản xuất rượu sẽ nhanh hơn, đồng thời hương vị rượu cũng sẽ khác hơn. Trong số video ngày hôm nay chắc chắn là bạn đã biết sự giống nhau và khác nhau giữa whisky và whiskey. Còn bạn có câu hỏi gì hãy để lại cho chúng tôi ở phần comment nhé. Còn bây giờ, say goodbye!